Xin chào, các chị là... Nhóm mình là 4 người đến xin việc luôn ạ. À không, tôi hỏi vậy thôi. Mời ngồi. Các chị thấy công ty của chúng tôi thế nào? Vậy thì tốt. Nhóm mình có mang theo đầy đủ hồ sơ không nhỉ? Tôi có thể xem qua được không? Cảm ơn. Ơ, thiếu một người à? Thôi được rồi, để tôi xem. Đây, tôi vẫn đang nghiên cứu. Không ấn tượng cho lắm. Các chị nghĩ mình có thể làm gì để thuyết phục được tôi? Mặc dù nghe cũng không hiểu cho lắm, nhưng không sao. Công ty chúng tôi luôn đề cao sự nhiệt tình. Rất tốt. Vậy thì các chị có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai. Các anh là BTS phải không nhỉ? Hy vọng là các anh đã chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Ở đây tôi đang xem lại câu hỏi. Tại sao anh lại muốn làm việc cho công ty của chúng tôi? Không, tôi hỏi anh cơ mà. Không phải, tôi hỏi anh kia. Anh. Thôi được rồi. Tôi cũng đã xem qua hồ sơ của các anh. Cũng khá là ấn tượng, nhưng tôi không biết có nên nói điều này ra hay không. Cái ngành học của các anh thì lại không liên quan đến công việc của chúng tôi cho lắm. Thì trước đây các anh đã từng đi làm ở đâu chưa? Vì các anh cũng khá là nhiệt tình. Vậy khi nào thì các anh có thể bắt đầu đi làm? Vậy đi, 8 giờ sáng mai có mặt tại công ty để tiến hành thử việc. À mà này, tôi liên hệ với các anh bằng cách nào đấy? Xin chào, các anh là... nhìn phong cách của các anh thì... các anh có phải là HKT không nhỉ? Các anh đã điền đầy đủ thông tin vào trong hồ sơ chưa? Tôi hy vọng các anh có thái độ nghiêm túc và thành thật trong câu trả lời của mình. Con tim anh không bao giờ nói những điều gian dối. Tại sao các anh lại muốn làm việc cho công ty của chúng tôi? Vì ham mê giàu sang. Rất thực tế. Các anh nghĩ mình có thể làm gì để đóng góp cho công ty? Anh đâu có làm gì em đâu. Thì tôi là cho công ty cơ mà. Thế trước đây các anh đã từng đi làm ở đâu chưa? Giá gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Tốt. Bếp ăn cho nhân viên của công ty vẫn còn đang thiếu người. Các anh có tự tin rằng mình sẽ được nhận công việc này không? Thì vẫn cứ mãi ước mơ thôi. Thôi được rồi. Các anh có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai. Ok đi xì tin ngày mai anh tới. Xin chào, các anh là... I am a good boy. Good à? À đúng rồi, công ty chúng tôi cũng rất cần những người tốt. Các anh có thể kể qua về một vài thành tích trong công việc trước đây của mình được không? Các anh vừa nói là bản thân mình rất tốt cơ mà. Các anh không nên quá tự tin như vậy. Chắc hẳn các anh cũng phải giỏi một thứ gì đó chứ. Khó nhở? Thế công việc gần đây nhất của các anh là khi nào? Mặc dù tôi nghe không hiểu lắm nhưng chắc là cũng khá lâu rồi đấy. À đây rồi, phiên dịch viên công ty đâu? Lại đây nhiều cái. Dịch như nào hả anh? Wow, fantastic baby. À mấy anh ấy nói là... Why? Cái này không cần dịch, anh tự hiểu được. Vậy thì trước đây các anh đã từng làm những công việc gì rồi? Nghe có vẻ không phù hợp với phong cách làm việc của công ty chúng tôi cho lắm. Vậy các anh muốn ứng tuyển vào vị trí công việc nào? Tôi không nghĩ việc đó có thể đem lại lợi ích gì cho công ty. Ý của các anh ý là anh sẽ chơi lô tô kiếm con lô tô lúc tay con xe quay. Nghe có vẻ khá triển vọng. Các anh có tự tin rằng mình sẽ làm được không? Anh ý nói là tốt. Vậy các anh có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai. Chúc mừng các anh.